Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng em đã quay trở lại kênh channel của mình. Và ngày hôm nay thì một số bạn đã yêu cầu do mình một số bạn đã yêu cầu là mình sẽ đánh cái con đó xin là con tôn không là Monkey King. Một mình con Monkey King sẽ solo với bot, nhưng mà mình nghĩ chắc chắn có một vài cái con khác để làm xoa tan hiệu ứng xét dập. Ok, mình sẽ cứ lên mấy bọn này đi. Single flower đây, tôi không mình đã lên cấp 5 rồi. Mình sẽ chọn con Outhun săn đạn. Cherry mình sẽ chọn con hút này, một vài con trên trời nữa. Tubaga có nên chọn không? Tôi đã solo rồi thì không nên chọn. Ok, một vài con để cứu hộ nữa. Quả ớt này. Let's go. Hy vọng là không khó khăn. Không khó khăn lắm. Còn bắt này khá là rùa, nó phải sâu hơn cả cái con Kung Fu Watt luôn, vì mình thấy là con Kung Fu Watt nó còn có cái lá chắn. Cây Autumn này sẽ có tác dụng hút điện tích, và cái độ rộng của nó là 3 x 3 ô, 43 x 3 ô, thì mình sẽ chọn trồng hai cây, mình sẽ trồng hai cây để bảo vệ. Ê, và một hàng kinh. Ui đu không đủ. Giờ xét kinh thật. Mình chỉ đỡ nổi cái sấm sét thôi, chứ còn khi mà nó quắp plan thì chắc là không chịu, không thể nào mà làm được, không thể nào mà làm sao mà để cho nó đỡ cắp plan mình đi. Ok, chắn đạn nào, một mặt máu khá là nhanh, còn mặt kỳ kinh thì kinh rồi. Khá vất vả đấy. Là sẵn đạn Vy kinh Single Flower. Khá là nhanh luôn. Mặt đi kinh khá là lợi hại. Không, đam khủng khiếp thật. Đam quá sâu luôn. Thank you.
Wow. Có cả bảo phòng bảo vệ luôn đấy. Chắc là chỉ chưa đầy 4 phút thôi. Kinh khủng thật. Xem nào, ngoài con monkey king ra thì mình sẽ chọn con gì khác không? Về con monkey king này thì nó quá khủng khiếp rồi. Mình chọn một con khác vừa phải thôi. À rồi,